Nên là cuối cùng khi mà anh nghe cái dịch vụ của Pito á, là anh thấy là giải quyết cái nỗi đau của anh liền. Nó sẽ giúp cho doanh nghiệp tối ưu hóa chi phí nè, thời gian nè, mọi người vui nè, mọi người được ăn ngon nè, mọi người được chơi với nhau nè.